Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel và mình là Chideo Game đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục series review app cho anh em xem để anh em có thể xem được những cái app VIP của người ta như thế nào nha anh em. Thì đây là của app của một bạn với nickname Facebook là Tiến Phạm và cái nick in game là L3A L3I. Cái tên này là gì ta? Lily hả? À, thì bạn này đang ở server S3 nha anh em. Thì đây, thì server S3 đây cùng với server của mình đây. Mình đang ở hàng năm cấp độ nha anh em. Thì ở server S3 này, bạn nhân 177 đang trùm top của server này nha anh em. Thì đây là một số đây, lực chiến của bạn ấy đang ở top 3. Thì 724k lực chiến nha anh em. Thì đây là một con ác có thể gọi là top của toàn server anh em ạ. Thì đầu tiên mình sẽ soi qua nhân vật cho anh em xem nhé. Thì ở đây bạn ấy đang dùng là hai món bậc 9 và 4 món bậc 8 nha anh em. Thì món bậc 9 này đã nâng lên vàng với lực chiến của cái vũ khí này là 333k anh em ạ. Và đang sử dụng là 2 viên đá 4 và 1 viên đá 3. Tiếp đến với cái áo này thì bạn ấy đang sử dụng 1 viên HP Max 3000, 1 viên HP Max 6000 và 1 viên 800 nha anh em. Cái nhận này thì bạn ấy đang sử dụng viên đá 3. Cái quần thì bạn ấy đang có 1 viên giảm sát thương 200 này, 2 viên 60 này. Cái giày thì bạn ấy có 2 viên tỷ lệ chống đỡ, 1 viên giảm sát thương, rất là ngon anh em ơi. Còn cái ngọc bội này thì có 2 viên bào kíp 3 và 1 viên né 3. Thì bạn này chắc là sẽ lên cấp 90, sẽ chơi set 10 anh em ơi. Thì bạn này đã săn được 1, 2, 3 món đồ nha anh em. Và đây là một số đồ in game của bạn ấy đây này. Thì bạn ấy đã cũng trữ rất là nhiều đồ. Cái này bạn ấy chưa vội nâng cấp này. Mảnh bí kiếp cũng có rất là nhiều và đá cấp thấp cũng rất là nhiều, hết chỗ chứa nên sẽ để vào rương nha anh em. Thì mình sẽ soi qua pet bằng ấy. Wow, bạn ấy đang có hai con pet rất là xịn sò và hai con pet bậc hiếm của cái tựa game này, hiệp biêu này. Với con pet này thì thì anh em chúng ta phải đánh đổi là 54k, mình nhớ không lầm là 54k điểm đánh boss thế giới nha anh em. Thì con mình cũng nói sơ qua con Miêu Tiểu Ly này. Thì hiện tại như theo mình thấy á, tất cả các con pet luôn thì hiện tại ở cái tựa game này, hiệp biêu này, thì những chú pet này khi mà đi ở những cái map cao á, như là 11 và 12 thì chưa có tác dụng gì nhiều anh em nhé. Thì nhưng mà đi với các map dưới map 9 trở xuống ấy, dùng để cày kéo anh em ấy, thì con pet này nó rất là ngon luôn, vì nó có thể clear quái cũng rất là nhanh, tương đối là nhanh. Thì con pet này bạn ấy có đồ lớn là 7 chấm, cũng lớn anh em ơi. Và cấp là ở 52, ưu tú và trân ưu tú. Và tiếp theo con chim này, bạn ấy cũng đang cấp 51 nha anh em. Con chim này thì ATK là 7540 cộng 1474, bổ sung bảo kích 100%, bảo kích 18%, ATK 8%. Thì con chim này cũng rất là ngon. Thì pet bằng ấy cũng đang rất là nhiều đây anh em. Nhưng mà bằng ấy đã sử dụng hai con pet của từ game này rồi. Thì hai con pet này nhìn rất là ngầu luôn anh em ơi. Một con chim và một con trùn, nhìn tướng đứng rất là ngầu luôn. Thì tiếp theo mình sẽ soi qua cảnh giới. Cảnh giới bạn ấy đang ở thần công cái thế nha anh em. Và bạn ấy chuẩn bị sắp bút lên được thần công cái thế cao cấp nha anh em. Mình sẽ soi qua thú cưỡi nhé. Thú cưỡi thì bạn ấy đang sử dụng một con chó. Thì con chó này cũng rất là cute hoặc ma luôn. Thú hồn bạn ấy cũng rất là cao rồi nha anh em. Mục tích rất là nhiều điểm rồi đấy. Đây cho anh em xem nhé. Ảo hóa thì bạn ấy chưa nhận con gấu mèo của ta này, vì bạn ấy đã đổi con trùng rồi. Thì bạn ấy đang sử dụng cái con cookie này,
ATK 250 và HP Max là 1000 nha anh em. Và tiếp đến mình sẽ sau qua tủ áo quần. Thì tủ áo quần bạn ấy đang sở hữu cái áo là 3 món nha anh em. Món thời trang này. Đây, 3 món 1 sao. Kiếm thì chưa có cái nào. Nọ thì hầu như bạn ấy đa số là full hết, chỉ còn có hai cái này. Ủa, sao cái này bạn ấy chưa điểm danh nhận được nha. Kỳ ta. À, và bạn ấy còn hai cái nọ này chưa nhận được. Thì đây thì bạn ấy đã nâng được cái nọ này lên 2 sao. Có điểm ATK là 920. Rất là ghê luôn anh em ơi. Quạt thì không có gì và video cũng vậy luôn nha anh em. Tiếp theo mình sẽ soi qua Túy Thiên Lầu. Thì Túy Thiên Lầu bạn này đang có, wow, bạn ấy đã hoàn thành được cái chương đạo đào hoa này anh em này. Khi anh em lưu ý cho mình á, khi mà anh em kích hoạt được hết tất cả các thẻ bài ở trong cái đạo đào hoa này thì anh em sẽ nhận được là ATK 100 điểm này và HP Max là 400 điểm. Thì bạn ấy đã kích hoạt được hết rồi. Thì điểm thẻ bạn ấy là lực chiến là 10k và cái điểm ATK của bạn ấy là 7k4 và HP Max là 28k. Đấy, điểm bạn ấy lên rất là cao rồi. Bạn ấy uống rượu rất là kinh khủng luôn. Và mình sẽ soi qua cái túi thẻ bạn ấy nhé. Thì túi thẻ bạn ấy đang có 3 con đỏ anh em và con cam là 12 con. Tím thì chắc là full hết rồi. Đấy, lộc lam thì đều full hết rồi nha anh em. Thì tiếp đến mình sẽ soi qua thần cơ các bạn ấy coi được tích được bao nhiêu điểm rồi nha anh em. Thì đây, thần cơ các bạn ấy đang có 11k7 điểm nha anh em. Thì chắc mục tiêu tiếp theo của bạn ấy sẽ là, một là con gấu. Hai là bạn ấy sẽ đổi những cái viên hạ huyết hồn này để gia tăng sức mạnh cho mình. Và mình cùng soi qua cái tương dương thần của bạn ấy. Thì bạn ấy hôm nay đang đi đến 143. Đây, tương dương thành đây. Và tương dương thành của mình hiện tại đang ở hàng 2 nha anh em. Luôn tiền review ác mình luôn. Thì bằng nhân 117 này đang ở top 1 của toàn server này. Là ải là 191 nha anh em. Và tiếp đến mình sẽ soi qua cái bí kiếp bạn ấy. Thì bí kiếp để mình xem 2 4 6 8 10 11 12, và bí kiếp bằng ấy đã học được 12 bí kiếp nha anh em, tương đương với là 12 môn phái. Thì cũng rất là ghê luôn anh em ơi. Thì còn tiền đây bằng ấy vẫn chưa nâng cấp này, nếu mà nâng cấp nữa thì sẽ lên lực chiến rất là nhiều luôn. Tiếp theo mình soi qua tuyệt học. Thì tuyệt học bằng ấy thì hầu như là full nỏ hết anh em ơi. Ba bí kiếp nỏ là đây, bí kiếp nỏ cho anh em đi theo phái nỏ đây. Thì bạn ấy đã full ba bí kiếp nỏ và đang chờ cái bí mạnh bí kiếp để nâng cấp tiếp theo nha anh em. Đó, và mình sẽ soi qua chiêu thức. Chiêu thức của bạn ấy hiện tại đang có 7 chiêu và trong đó có 4 chiêu là dùng gọi là mở rương. Dùng lá để đổi anh em, là 4 chiêu này. Dị cân kinh này level 7, hàng long thập bát thì level 5, độc cô kiếm thì level 10 và tự hạ thần công thì level 9 nha anh em. Còn lại ba cái chiêu này thì mình học nha. Chiêu này là học ở phái Thiếu Lâm Từ này, Sư Tử Hống. Hồng Trần Mộng thì mình nhớ không lầm là học ở phái Nga Mi. Và Thất Tinh Trần thì mình học ở phái Võ Đan. Và tiếp theo mình sẽ soi qua cái điểm môn phái. Điểm môn phái bằng ấy thì hiện giờ chỉ có 310 điểm thôi anh em ơi. Và bạn ấy đang đi học cái này để tăng bào kíp đây anh em ơi. Thì bạn ấy mới gia nhập, chắc là mới gia nhập nên là chức vị bạn ấy đang ở nội môn đệ tử nha anh em. Thì đó là một số áp ghi áp của mình review để mình xem bảng xếp hàng này, soi bảng xếp hàng cho anh em xem luôn nhé. Thì bạn này đang ở top 2 cấp này. Lực chiến thì bạn ấy đang ở top 3. Hàng cảnh ấy thì bạn ấy đang ở top 2. Tiếp đến ải thường thì bạn ấy đang ở top 3 nha anh em. Tiếp ải tin anh thì bạn ấy đang ở hàng 7.
À, hạng mục chứ, bạn ấy đang ở hạng mục phản cổ giáo nha anh em. À, điểm thẻ thì bạn ấy đang ở hạng 2 sau ông nhân 17, ông trùm của server này. Thần cơ cát thì hôm nay chưa đánh này. Xếp hàng chú cửa thì đang ở hàng 4 nha anh em. Thì tiếp đến mình xem để có gì review cho anh em xem. À, ủa sao dùng cung lại có nọ ta? Mình sẽ tự review cho anh em cái nọ này để xem coi sao nhá, và bắn như thế nào nhá. Mình sẽ vào game và mình sẽ review skill mới nhất cho anh em xem, là skill độc cô kiếm đi. Mình sẽ dùng skill độc cô kiếm nha. Đâu rồi, độc cô kiếm đâu rồi? Đây, và skill hồng trần mộng nha anh em. Mình sẽ vào ải này test tự cho anh em, và mình sẽ test tự cái ải cấp thấp thôi. Thôi mình đi luôn cái ải huyết cổ giáo, huyết nguyệt giáo đi. Thì mình sẽ đổi lại skill là bơm máu. Đấy, thì mình sẽ đi huyết nguyệt giáo cho anh em xem. Cái này rất là khó anh em. Đây, mình sẽ đi thử cho anh em xem nhé, để xem map 12 nó khó đến, độ khó của nó sẽ đến cỡ nào nha anh em. Đây nhá. Đấy, ui trời ơi, anh em thấy không? Nó bắn lìa lìa luôn á. Ui. Với con trùn này đánh rất là mù mắt luôn anh em ơi. Đấy, map 12 đây mình đi một đoàn thôi nhá, vì mình chưa khả năng đi được cái map này. Map này rất là trâu bò luôn anh em ơi. Thì cái map 12 này là map khó nhất rồi. Khó nhất hiện tại úi. Với từ game này hiệp piu này thì không biết nó ra map 13, 14 thì sẽ như thế nào đây anh em ơi. Ồ. Anh em thấy không? Nó còn phóng trùy này, nó phóng liên tục anh em ơi. Đấy, nó phóng kinh khủng luôn. Và những cái góc này gọi là những cái bày binh bố trận của map này rất là khó nữa. Ôi. Đấy anh em thấy không? Ghê quá. Mém chết rồi anh em ơi. Đấy, cái nọ này đánh cũng rất là đẹp nha anh em. Đấy, cái nọ này đánh ra cái tia màu đỏ cũng rất là đẹp luôn. Và mình thử chọn cái này thôi. Thì mình đi sơ qua cho anh em xem thôi. Nhảy tế này, đấy anh em thấy không? Kinh khủng lắm, không đùa được cái bọn này đâu. Đấy, chủ yếu là được chiến của mình, những con bét. Ôi, những con bét của mình nó đánh rối mắt quá anh em. Đấy, rồi mình sắp chết anh em ơi, bơm máu ấy đi. Mình sẽ chọn cái máu mình bơm nhá. Úi rồi. Đấy anh em thấy không? Kêu rất là khó chịu luôn. Đấy, tầm này chiến mà còn đi không nổi thì huống ngồi gì anh em ta. Những con chùy này nó phóng với tốc độ là chắc là nó nhanh hơn. Úi, nó nhanh hơn bình thường đấy nha anh em. Kim thiền thoát sát. Ủa, kim thiền thoát sát là skill gì ta? Nó còn tiếng Trung này. Mình sẽ chọn thử nhá, để xem nó còn báo tiếng Trung anh em ơi. Đấy. Úi, gì đấy anh em? Bất tử á? Còn một máu này. Từ đúng không? Ui chết mất tiêu rồi. Thôi skill đó kỳ ta. Bất tử cái sao ấy anh em ơi. Thôi thì mình test map đến đó thôi cho anh em xem nhé, để xem cái map 12 nó khó cỡ nào. Thì anh em thấy video của mình hay, anh em nhớ like share giúp mình nhé. Chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ nha anh em.